phải mở vali ra để lấy sô cô la ăn. Mới biết đồ ăn ở đây không ăn được. Nghe mấy anh em nó nói là em chơi gì rồi mà chơi ở Việt Nam cơ. Qua đây vô. Cố lên nhá. Vẫn cứ là ok. Tư Long kèo ốm. Tư Long ốm. Tư Long biết tinh vì Linh Đô lắm. Linh Đô ơi, Linh Đô. Anh đeo tai nghe bạn ạ. Nhiều người nhanh nhỏ về. Bởi vì ồn ào, sợ ồn ào. Nhiều người ngồi. Thì em được lên máy bay thôi. Về đến Thái Lan là ok. Mà mở suốt đấy. Các anh đang ngồi đấy à? Ơi, có con đi máy đấy à? Chưa, chưa. Khi nào máy bay di chuyển thì mình sẽ chạy tốc độ thật nhanh quay cho các bạn xem. Quay được không? Ừ. Quay được không? Vậy bố mẹ chứ, bố mẹ như giá đấy. Bỏ rồi. Bố mẹ ra đổ đấy. Mình gọi đấy. Nghĩ xem lát đi ăn gì ngon ngon. Thế từng anh quản lý nói hay vậy, hay đấy. Rồi, you go go là kia một cái gì? Qua Linh chưa bay. 14 phút nữa là bay. Quang Linh, bây giờ mình không có việc gì ngoài ngồi live stream nói chuyện với các bạn hết. Bởi vì ở đây không có gì chơi hết. Ngủ được không? Không ngủ đâu. Hả? Có ngủ được không? Hả? Có ngủ được tìm một không? Ngủ được. Cơ mắt tí không nghỉ khỏe. Chứ ông đừng nhau, đừng có giả mà buồn đâu. Ông ngồi ăn phở, ông ăn bánh mì, ông bây giờ ông buồn. Buồn chưa, xả bơi buồn chưa. Xả bơi ở đây quý ấy. Bộ quần nào, mùa quần nào mà cả mấy ngày rồi đó. 2 ngày rồi. Ngày mai nữa, ngày thứ 3. Cũng còn thấy ảo à? Thấy ảo đi. Hả? Thấy ảo đi. Thấy ảo đi. Ảo bỏ trong bao nhiêu nó còn hôi hơn cái ảo đang mặc đó. Ờ, xin nước hoa. Xin nước hoa mà mùi hôi còn cái mùi thơm là kinh khủng lắm. Đề đề. Tại anh ở trong đó có nước hoa. Hả? Của nhà trông được mà, nước hoa xịt nhiều không? Xin nước hoa được nhiều gì hơn gì. Hoàng bây giờ là độc lập tự do hạnh phúc. Độc lập tự do bò bánh mướt. Đâu. Không. Nói chung là xa xa vừa tầm buôn mọi người ạ. Là gì? Một. Cái gì ạ? Ê đang để cho em cái máy bay của Linh bay chưa? Ông Linh à, bay cho ông Linh rồi. Lên máy bay hàng diễn ra là phải gọi bò bít tết kiểu vang. Ừ. Ừ. Thì mới bó. Rồi. Mình đang ở London. Đã thương ra đi một lần cho biết. Ờ đi cho biết, sao đi cho biết. Khi nào Linh bay lên cho mọi người biết nha. Ok. Ok. Nhưng mà máy bay chưa bay nhờ, Linh chưa bay chưa. Mình ở cái Hà Tĩnh à? Ờ, check in về nó còn một hàng dài luôn ý. Khi nào phải xong hết thì mới bay được. À, chưa gì là lấy cái áo để mặc luôn rồi. Cô nào có luôn á. Đây cô nào mọi người này. Nào có hình lôi con gì thấy không? À, chứ lòng đấy chết. À, mình người cái anh tính này. Tóc này, tóc bếp này. Không xịt được đi. Cái xịt được đấy. Xịt. À, nhắc lại bực mình ấy mọi người. À, cái xịt đấy bị thu rồi.
thú được à? Cái đấy là đồ nguy hiểm mà, cái có gai. Đưa lên máy bay ai cho đưa lên. Mình ở ký hai nha, Làm cho đấy. bây giờ tao bẩn, bây giờ không có cái gì để xịt đó. Lúc này mình lấy nước rửa tay để gội đầu, à gội cái tóc mái, xong rồi càng bên hơn. Chán thôi, như bật sinh điện, như bật phần sinh gái đấy, đôi mù lên đầu bến. Mình ở kia, Ô, kia đây anh là gánh ông tính lên nhá, rồi. một đời Bái lính hỏi à, ông ở đâu đâu mà ông giới thiệu như đúng rồi ấy. bên 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 đích mình hỏi mà nghiêm tám người hỏi đây, Thế á, ghê à? Nhưng mà mình hỏi trả thảo lời nguyên lần nha. thôi, ông thử nói đi trả lời, đúng không? Đâu đâu, bye bye đâu, Điều chưa 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 bay. điều này điều Chưa bay. kiện chú Long Nào, ơi, chú Long chuyện đây là mình bị thì mình còn cười nói vui vẻ đấy. Chứ ông Hoàng mà bị và ông Hoàng mà gặp mình như này, ông Hoàng mà nước mắt lưng tròng như này này, đúng không? Nhìn nè, ghét thế nhỉ. Chú Long đấy, chú Long có Chú đang đang nói chuyện mừng về em nào ấy, mà biết nói chuyện là cách xa lắm, không cho anh nghe ấy. ở đây anh tinh nằm đây, anh tinh đáng Quay đây một đúng chút máy bay đi, chờ một chút, khi nào mà máy bay bay thì máy bay kiểu di chuyển thì mình sẽ quay. Bây giờ có làm gì đâu, quay làm gì mà nhớ. Lễ công trêu vàng. Trêu vàng là niềm vui của mình mọi người ạ. Mọi người anh hỏi tinh năm mệt nào không? mà xem. Hả? có chứ ai mà chẳng mệt, ai chẳng mệt. Anh tinh mệt Ở không? đây từ lúc ai chả mệt, ở đây từ lúc 8 giờ 30 phút đến tận bây giờ là 15 giờ 51 phút. Không, trong gia đình của mình là Nam Hoàng là vợ, còn mình là chồng nha mọi người ơi. Mình giờ chồng 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 gì chồng yếu đuối thì mình phải mạnh mẽ, yếu chứ đuối cả khí hai ấy. yếu đuối thì Nhưng mà nói đây là 1,6 triệu đấy, nhưng mà đủ 2 triệu đây, nhưng đâu rồi, sao chưa bay nhỉ, chưa bay gì đây, chưa bay đâu, chưa chưa bay nhỉ. bay Đâu máy bay này, hay bên này nó máy bay bay này mà để bay máy bay nào, để bay ngủ rồi, để ngủ rồi máy này chứ. Đúng rồi, máy này mà, đúng rồi. À, anh lên đồ chưa gì là tìm mấy ảnh của Trừng Việt lộn này. Thế đây. Anh, à từ từ, để phỏng vấn trước khi quay link bay.